Hôm nay em Tú xin giới thiệu cho anh chị một lô đất sát bên khu công nghiệp Tân Đức thuộc Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Xin chào em Tú, xin chào mọi người nha. Hôm nay em Tú sẽ chia sẻ cho anh chị một lô đất ở gần khu công nghiệp Tân Đức này, gần chợ Đồn Cây Dương luôn nha. Và từ cái lô đất này thì đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 phút. Bây giờ em Tú xin mời anh chị cùng đi xem đất với em Tú nha. Đây là cái đường bê tông trước đất nè anh chị. Đường này là đường bê tông 4m nha. Cái lô đất mình thì cao ráo bằng đường. Diện tích của lô đất mình là ngang 5, dài 21m, thổ cư 100% và sổ hồng riêng. Cách cái đường nhựa cây dương khoảng 100m anh chị. Tí nữa em Tú sẽ chạy ra đường nhựa cây dương và đi vô khu công nghiệp Tân Đức cho anh chị xem nha. Đây, cái đường này là đường thông nha anh chị, đường bê tông trước đất mình nè, thông vô trong cái xóm bên kia. Em Tú sẽ quay cái đường thông cho anh chị xem luôn. Đây là cái đường thông đây anh chị, đường bê tông luôn nha, đường bê tông 4m xe hơi đi vô tới đất mình luôn. Đó, đất mình là ở Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Sát bên khu công nghiệp Tân Đức luôn nha. Đó, đường bê tông 4m trước đất mình nha. Đất này thì thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị. Sổ đã cấp đổi mới luôn rồi. Và bây giờ em Tú tới chỉ cái cọc đất cho anh chị xem. Xung quanh thì dân khá nhiều anh chị đó. Tại vì có một sẹt của cái đường chính vô cổng khu công nghiệp Tân Đức thôi. Bây giờ em Tú sẽ tới chỉ cái cọc móc đất đó, cái cọc bê tông này anh chị. Đi qua cái cọc bê tông bên này là 5m nha, 5m ngang, dài xuống tuốt dưới đó là 21m. Đất được san lấp cao ráo bằng đường nha anh chị. Giờ em Tú đi xuống phía dưới đất cho anh chị xem luôn nha. Cái lô đất này thì thổ cư 100% và sổ hồng riêng, với chiều ngang là 5m, chiều dài là 21m. Đó, xuống phía dưới này là hết đất nè anh chị. Đây, đó, ngay chỗ cọc này. Qua bên cọc này nè anh chị. Đó là 5m. Ha. Đó, giờ em Tú sẽ quay xung quanh cái lô đất cho mình cho anh chị xem luôn ha. Đó, mấy cái nhà đó là mặt tiền đường nhựa cây dương, cái đường vô cổng khu công nghiệp Tân Đức đó anh chị. Thấy không? Còn cái lô đất mình là mặt tiền bê tông 4m. Đây là xung quanh đất nè anh chị ha. Đất mình là không mồ mả nha, cao ráo bằng đường. Đó, ở trong mấy cái lùm cây đó là có một cái nhà lầu khá lớn, một cái nhà ở trong đó anh chị. Nhà người ta ở trong đó nhưng mà người ta để cây cối vậy cho nó mát á. Xung quanh bao cái cây này, mấy cái đường cây này bao xung quanh nhà người ta, ở trong đó là có cái nhà luôn. Còn đất mình thì cao ráo bằng đường ha, được san lấp bằng đường luôn. Trong sổ là đất mình là 5 x 21, nhưng thực tế thì còn có được cái đường mương anh chị, từ cái có ra cái đường là khoảng 3 mét nữa. Người ta đặt cống rồi, mình có thể tận dụng làm chỗ để xe luôn nha. Giá của lô đất này là chủ gửi em Tú bán là 1.520.000.000, bao giấy tờ sang tên sổ sách luôn nha anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ em Tú dẫn đi gặp chủ luôn nha. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Và bây giờ từ cái lô đất này nè, em Tú sẽ chạy ra cái đường nhựa Cây Dương và chợ Đồn Cây Dương rồi vô khu công nghiệp Tân Đức luôn nha. Tại vì cái lô đất mình sát bên khu công nghiệp Tân Đức và chợ Đồn Cây Dương luôn, một sẹt cái đường nhựa. Và bây giờ anh chị hãy theo dõi video để biết cái đường đi vô lô đất của mình nha. Đường lô đất mình là đường bê tông 4m nha anh chị. Trước mặt đã tới cái đường nhựa vô cổng khu công nghiệp Tân Đức và đi ra Trần Văn Dầu, tỉnh Lộ 10 đi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là anh chị, tới trước mặt rồi đó. Thì ra khúc này thì không thiếu thứ gì nha anh chị, cà phê, quán nhậu hoặc là bách hóa xanh đồ đầy đủ hết nha, chợ đồ đầy đủ hết luôn. Đây, cái con đường nhựa đây, rẽ phải là đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi đường Trần Văn Dầu về thành phố Hồ Chí Minh anh chị, đường này nè, là khoảng 25 phút. Đó, cái đường tay em Tú chỉ ha, Trần Văn Dầu, đi về đường thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 phút. Còn rẽ trái á, là khoảng 2 phút là tới cổng khu công nghiệp và chợ Đồn Cây Dương nha. Bây giờ em Tú sẽ đi vô cái đường cổng khu công nghiệp Tân Đức cho anh chị xem luôn. Hai bên đường này là dùng để kinh doanh và buôn bán nha. Lô đất mình thì cách cái đường này khoảng 100m nha anh chị.
Và thông qua cái video này thì em Tú cũng nhận ký gửi nhà đất ở khu vực Đức Hòa, Long An. Anh chị nào mà gửi bán đất bán nhà trong khu dân cư Tân Đức hoặc là lân cận xung quanh Hữu Thạnh này, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa thì hãy liên hệ nhanh cho em Tú nha, em Tú sẽ giúp anh chị bán nhanh hơn. Đây là cái con đường nhựa vô cổng khu công nghiệp Tân Đức anh chị, hai bên này thì là buôn bán rất là nhiều nha. Và cái lô đất mình thì ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với tổng diện tích là ngang 5, dài 21, thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị, nằm sát bên cổng khu công nghiệp Tân Đức luôn. Giá chủ đất gửi em Tú bán là 1 tỷ 520 triệu. Anh chị nào mà có thiện chí thì em dẫn anh chị đi gặp chủ đất luôn nha. Đó, trước mặt anh chị là cái Bách Hóa Xanh này, rồi cái chợ đồn Cây Dương này, đi khoảng mấy chục mét nữa là tới ngay cổng khu công nghiệp Tân Đức luôn nha anh chị. Đây là cái chợ đồn Cây Dương này anh chị. Cái đường này thì những anh chị làm trong khu công nghiệp Tân Đức đi ra đường này khá nhiều luôn. Và cái số điện thoại em Tú để trên màn hình nha. Anh chị nào mà quan tâm lô đất này thì hãy liên hệ em Tú. Rồi em Tú sẽ dẫn đi gặp chủ đất để mà mình thương lượng giá cả ha. Và anh chị nào mà gửi nhà hoặc đất trong khu dân cư Tân Đức thì cũng liên hệ em Tú nha, em Tú giúp anh chị bán nhanh nha. Đó, đây là chợ đồn Cây Dương nè. Bây giờ đi qua rồi đó anh chị, hết chợ rồi đó. Thì đây là giáp ranh, là đây là khu công nghiệp Tân Đức nè anh chị. Em chạy một chút xíu nữa cho anh chị thấy cái nhà xưởng, các nhà xưởng của khu công nghiệp Tân Đức luôn nha. Đó, đây là địa phận của khu công nghiệp Tân Đức rồi nè anh chị. Đó. Đây là khu công nghiệp Tân Đức. Đó. Bây giờ em Tú quay bên tay trái thì các nhà xưởng của khu công nghiệp Tân Đức nè anh chị ha. Và anh chị nào muốn quan tâm lô đất này thì hãy liên hệ em Tú nha. Đó, nhà xưởng của Xuân Hào á.